Dạ xin thân ái kính chào quý cô chú bác anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước ạ. Hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Bonsai Cần Thơ 168 tiếp tục quay trở lại với bãi kiển của anh Mao ở gần với khu Hoàng Quân nha cô chú anh chị, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ạ. Chia sẻ cùng quý cô chú anh chị một số phôi mai vàng tầm trung cũng có nha cô chú anh chị, phôi lớn cũng có luôn cô chú anh chị ha. Mong quý cô chú anh chị yêu thương dành hộ cho anh Mao ạ. Dạ em xin chào anh Mao ơi. Rồi em chào Phương ha. Dạ. Rồi em xin mến chào cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp tục em hôm nay cũng về một lô là 12 cây phôi, thì trong đó có một phôi tứ quý và một phôi sung. Dạ. Để giao lưu với cô chú anh chị thì rất mong được sự ủng hộ của chú ha. Đây, số điện thoại giao lưu của em là 0939048121, anh tên Mao, em ở quận Cái Răng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Dạ. Thì đầu clip là cây cây số 8 là cây đầu clip nha cô chú, để nó nói cái clip vừa rồi nó không có bị lộn, để nhiều khi có cô chú anh chị mình điện nó nhầm hoài. Dạ em hả, số 8 nha cô chú anh chị. Số 8 là cây đầu clip là cây mai vàng. Dạ. Phôi mai vàng. Lô này là mai mini ha cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị mình, cô chú nào mà thích mini thì hôm nay em lên cái lô này là cho cô chú. Dạ, đế cũng khá nha cô chú anh chị nha. Nhỏ nhưng mà khá khác không chú ơi. Dạ, cho em xin thông số luôn anh ha. Chiều cao là được 40. Nhanh gọn lẹ luôn. Hoành được 22. Dạ. Bonsai mini nha cô chú anh chị, thấy vậy chứ nó không có mini đâu nha. Dạ. Rồi, số 8 em giao lưu với giá là 1 triệu đồng. Dạ 1 triệu nha cô chú anh chị nha. Bao xếp cho cô chú mình tới nhà luôn. Dạ. Cây già lắm rồi nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Chi cành nó cũng đóng đều nha cô chú, lắc lượng cũng nhiều. Đúng rồi, 5 kg luôn. Đây số 9 nha cô chú. Mã số 9. Số 9 để nôm nha, bỏ điều lắm á. Thân này cũng lắc ha. Ghẻ nó bỏ cũng khó là điều cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Nhỏ gọn cô chú ơi. Mau lẹ. Rồi chiều cao được 37 luôn. Dạ cao 37 luôn. 37. Hoành được 23 luôn cô chú ơi. Dạ hoành 23. Cây này đế đều đẹp nha cô chú. Dạ rồi. Rồi cây số 9 em giao lưu với giá là 1.400.000. Dạ 1.400.000. 1.400.000 ship thì sao anh ơi? Em ship toàn quốc luôn. Dạ. Dạ ở trời trời lọt. Lọt vô cái lưu nước. Dạ, mã số 10 nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là mã số 10. Cái này dáng nó hơi siêu tí nha cô chú. Ở trên thì cái phong nó hơi cao. Dạ. Chứ cành thì nó có nhưng mà nó hơi cao. Rồi, thấy cái máy chỉ lên trời là biết em lọt hơn xuống lưu rồi đó. Ở trên này cây nó sần sùi hết trơn nha cô chú anh chị nha. Cây này là cây bông nó hơi thơm mà nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 10 nha quý cô chú anh chị nha. Có một củ luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi chiều cao là được 1,5 m luôn. Dạ dáng hơi siêu siêu nha cô chú anh chị ha. Hơi siêu. Cao 1,5 m. Hoành là 33 luôn cô chú ơi. Dạ. Nguyên cái củ này là 45. Và phôi dán siêu mã số 10 mình giao lưu bao nhiêu anh ha? Rồi cái này em giao lưu với cô chú là giá 1.600.000 thôi. Dạ 1.600.000. Hoành 33 giá 1.600.000 chia cành đều để xù luôn nha cô chú. Dạ. Dạ rồi. Tiếp cái lực. Dạ. Rồi tiếp theo là mã số 11. 11 cây này nó già cây nha cô chú. Cây này là cũng của clip rồi nha cô chú, clip rồi còn cây này sót lại cây này nó già nha cô chú.
cọn rễ nó quằn quèo nhìn nó quái quái luôn giống như cô chú anh chị. Chi cành thì 1, 2, 3 chi mình đóng 3 bo vô làm chơi được rồi cô chú ơi. Cây rất là già nha cô chú anh chị mình ha. Dạ rồi, trên thông số luôn anh ha. Chiều cao được 65. Dạ. Hoành vị trí này 34 luôn. Dạ. Rễ đều. Nó già dữ lắm, già nha cô chú anh chị mình nha. Mã số 11 nha cô chú anh chị. Dạ cho em xin giá giao lưu luôn anh ha. Rồi cái này em giao lưu giá là 2.800.000. Dạ 2.800.000 thôi nha cô chú anh chị. Rồi xuống lượt em. Dạ rồi. Dạ. Mã số 12 nha quý cô chú anh chị nha. Rồi mã số 12 là cây một thân một gốc luôn nha cô chú. Chi cành đóng đều. Đế thì nó cũng bỏ đều, nó hơi thưa nhưng mà nó bỏ đều bầu hết nha cô chú, nó rải đều. Cây cây kéo nhựa rất là mạnh luôn nha cô chú anh chị. Nó đâm một luôn nha quý cô chú nha. Cái này thì em cũng không có thấy mặt bông luôn này nhưng mà có cái lá thì thấy nó cũng được. Nó to to. Dạ. Cầm rễ nó bỏ cũng khá là đều nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi em xin thông số luôn anh ha. Và chiều cao được 1m3 luôn cô chú ơi. Dạ cao 1m3. Đường kính bầu là 53. Chi cành có đều luôn quý cô chú anh chị nha. Hoành thân vị trí này lượt 29. Dạ rồi, hoành 29. 29. Rồi cây này em giao lưu với cô chú là giá 2.800.000 luôn. Dạ 2.800.000 bao ship luôn nha quý cô chú anh chị ha. Rồi xuống rồi. Rồi tiếp theo là mã tứ quý. Cây số 13 không anh? Số 13 cô chú anh chị ơi. Dạ số 13. Một cây lực lùng lực luôn nha quý cô chú anh chị nha. Số 13 là tứ quý nha cô chú. Mai tứ quý. Cây này bữa nay nó cũng kéo nhựa rồi cô chú anh chị ơi. Về là mình trồng luôn được rồi. Tứ quý thân lùng lực. Cao là được 59. Dạ cao 59. Quanh vị trí này 52. Dạ rồi. Vị trí này cũng 52 luôn. Dạ. Không có cô chú nào cũng có một hai chú thắc mắc. Đây là chuẩn cái này ở trên, tuốt trên này cũng là 47 nè cô chú. Dạ. Dạ cho em xin giá luôn, giao lưu luôn anh ha. Rồi cây mã số 13 cây mai tứ quý em giao lưu với cô chú là giá là 6.500.000. Dạ 6.500.000 nha quý cô chú anh chị nha. Dạ rồi. Rồi xuống được rồi. À. Mình đổi không khí một chút nha cô chú. Chín cái miếng gì nhỏ nhỏ chiên nó ngay được. Không biết tả sao. Rồi số 14. 14 là cây sung nha người không. Giống xe tăng. Mà số 14 của chú ơi là một cây sung. Cái sung này chủ nhà người ta chặt nha cô chú, rồi nó cái thân chính nó không có lên nữa, nó lên được mấy nhánh nhỏ vòng vòng là biết rồi, nó tròn rồi. Cao được 50. Rồi hoành được 80 cô chú ơi. Rồi.
Phương nói chuyện. Rồi mã số 14, em giao lưu với cô chú là giá 1,5 triệu. Nhưng rồi 16 cô chú ơi. Dạ, một cây mai vàng nha mấy cô chú anh chị. 16 là cây mai vàng, cây này có dáng bay nha cô chú. Nó cũng có chi cành đầy đủ luôn nha cô chú. Đế cũng khá nha cô chú anh chị nha. Rồi, em đâu có chiều dài luôn. Rồi, tổng chiều dài là được 1m2 cô chú ơi. Dạ, 1m2. 1m2 em đo đường thẳng nha cô chú. Dạ. Rồi, em đo cái hoành thân là được 28. Dạ, 28 hoành. Dạ, mã số 15. 15. 15 nha cô chú, hồi nãy là mã số 14, giờ tới mã số 15. Là mai vàng là giá 1,8 triệu nha cô chú. Dạ 1,8 triệu nha cô chú anh chị nha. Bao ship cho mình luôn nha cô chú. Dạ. Cái này của clip gọi nha cô chú. Cái này clip gọi có khách chốt rồi. Mà em quên số điện thoại. Lo nhắn tin không để chừng mà kiếm số điện thoại lại không biết đường. À, dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Cái này một cốt mà thân nó hơi giống như dáng thú nha cô chú. Cần có luôn nha quý cô chú anh chị. Nó rất là lực cây. Đó, nhìn cái bản lân con thú này nhìn nó dữ lắm nha quý cô chú. Đặc biệt là cái chi cành một nó cô chú anh chị mình thấy nó rất là lực. Đó. Rất là lớn luôn. Cái mình này giống như con thú nó ngồi nó bỏ ngay cái chân trước kìa nha cô chú anh chị ha. Đó. Vậy rồi trên thông số thôi nha. Rồi, cao được 60. Dạ, cao 60. Còn nghe cái cần cổ này là 31 nha cô chú. Dạ rồi. 31. Rồi nguyên cái củ nạc này là 45. Dạ 45. Rồi cái mã số 16 em vô lưu với cô chú lại là giá 4,5 triệu. Dạ 4,5 triệu nha cô chú anh chị nha. Thì hồi vừa rồi em cũng có chốt với khách lại 4,5 triệu đó. Nhưng mà do nhắn tin em nhắn tin với khách hàng khác rồi hồi cái em người ta điện dồn dập em tìm lại cái số thì không được. Okay, mình... Mã số 16 là 4,5 triệu. 4,5 triệu. Rồi số 17 luôn cô chú ơi. Dạ, số 17 cũng là cây mai vàng luôn nha cô chú anh chị ha. 17 cũng là cây mai vàng. Thì clip này em chỉ có một cây mai tứ quý một ha cô chú. Cây cây lùng nãy nó còn toàn bộ là mai vàng hết. Cây này nhìn thì nó cũng khá cây nha cô chú. Nó cũng là dáng thú dạ. Nha cô chú chị. À. Dạ trên xin thông số luôn anh ha. Bên này có cái bắp đùi dữ nha cô chú anh chị. Rồi cao được 59 luôn cô chú ơi. Dạ cao 59. Rồi hoành được 29 yếu. Dạ. Cây cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị ha. Rồi mã số 17 em giao lưu giá 1,5 triệu. Dạ 1,5 triệu luôn cho chú anh chị nha. Rồi em ba ship toàn quốc cho cô chú mình ha. Dạ rồi. Rồi tiếp theo là mã số 18. Cây lùng lùng không nha cô chú mà cũng đẹp lắm. Thôi mai vàng mã số 18 nha cô chú anh chị. Đây để bỏ đều hết. Đây nó có cộng đế này nó bày ra ha, rất là to. Dạ. Nó cũng quái quái nha cô chú anh chị ha. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Cao được 50. Dạ chị cao 50. Rồi, hoành vị trí được 26. Dạ 26 nha cô chú anh chị. Rồi cái mã số 18 em giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 1,7 triệu. Dạ 1,7 triệu thôi nha cô chú anh chị, bao ship cho mình luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 18 là cây cuối clip nha cô chú. Ủa 19. Ủa 19 chứ. Dạ 19 nha cô chú. 19 là cây cuối clip. Dạ mã số 19.
chính. Cây này thì nó đóng cũng được mà 2-3 cốt cành. Thân thì cũng rất nhẹ. À, đế thì khá thế luôn cô chú anh chị ha, bên nào cũng có rễ hết nha cô chú. Rồi, cao là được 49 luôn. Dạ, ra 49. Rồi, hoành được 28 luôn. Dạ rồi. Rồi, cây này em cũng giao lưu với giá là 1,7 triệu luôn. Dạ, 1,7 triệu luôn nha cô chú anh chị, mã số 19. Rồi, mã số 19 cũng là cây cuối clip nha cô chú. Rồi, em cũng xin mến chào cô chú và anh chị ha. Rồi, rất mong được sự ủng hộ cô chú nha. Rồi, dạ. Xin chào. Em cảm ơn anh đã chia sẻ, cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào những clip sau nha.